Xin chào mọi người. Đúng là hôm nay có một lít thôi, nhưng mà hôm nay trong group Zalo mấy thành viên trong đó náo loạn quá, nói là phải có quà sinh nhật cho bạn Xie. Rồi chơi luôn, clip này là tặng cho bạn Xie. Hôm nay là sinh nhật của bạn, happy birthday Xie. Tiên võ đế tôn cũng là chân mệnh đế tiên 766. Cho dù Diệp Thế Hào đã sớm ổn định tâm lý nhưng vẫn bị ép cho thân hình lão đảo, hai chân cũng uốn lượn, xương cốt kịch liệt, đau đớn khó nhịn. Chỉ là tầng đầu tiên, Diệp Thế Hào mạnh mẽ thẳng tắp hai chân lên, lần nữa nhấc chân một bước đạp ra, đạp lên tầng mây thứ hai. Có lẽ là thân thể quá nặng nề, còn có lẽ là uy áp quá mạnh mẽ, cứ thế mà lúc chân anh rơi xuống đạp cho thang mây ầm một tiếng vang lên. Tầng thứ ba, theo anh hừ lại một tiếng, bước thứ ba đã bước ra, đi đến thang mây thứ ba, khí thế ở đây đã cường đại mà hung hãn. Uy áp của tầng này đáng sợ hơn tầng thứ hai, lô định kinh hoàng, sẽ rách thánh thể quanh, cắt ra từng khe nứt. Sức khôi phục của thánh thể thực bá đạo, từng vết máu cấp tốc khép lại, nhưng khí hoàng kim quanh lại bị uy áp ép cho bay tán loạn. Tầng thứ tư, Diệp Đào lại gào lên, lại vừa sải bước bước ra. Lần này chân anh vừa mới rơi xuống, hai chân thì đã nứt toác, xuyên thấu qua máu me bè bét, có thể nhìn thấy được gân cốt đẫm máu. Tầng thứ năm, Diệp Đào hét lớn, đột nhiên lại bước ra một chân. Anh lúc này thở hồng hộc, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, uy áp của một tầng này cực kỳ cường đại, đã đến gần vô hạn với đại thánh. Trong đó còn có một cỗ lực lượng gia trì thần bí mà đáng sợ. Lần đầu tiên anh phải dừng bước, uy áp nghiền ép cho thánh cốt của anh không ngừng nứt ra, thần quang của toàn thân cũng bị chôn vùi đến cực điểm. Trên lưng của anh dù như đang gánh một tòa núi khổng lồ, lưng đều phải uốn cong xuống, chỉ cần một khắc thả lỏng cũng đủ đem anh ép thành tro bụi. Tần Nghiêm Vương ngồi ngay ngắn, cúi đầu nhìn xuống, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chín tầng thang mây là khủng bố đến mức nào, hắn so bất luận người kẻ nào đều là rõ ràng nhất. Năm đó, lúc hắn chọn Minh Tương cũng là dùng cái này làm bài khảo nghiệm. Mạnh nhất như viên Minh Tương cũng chỉ bước ra được 3 tầng, mà lại ròng rã tốn thời gian tới 3 ngày. Tới tầng thứ tư, căn bản đều không dám đập lên. Nhưng vị này ngược lại là tốt, 5 bước lên trên 5 tầng không thèm thở. Chỉ một điểm này, chính đại minh tương dưới trướng của hắn nếu không bằng anh, bên trong một hơi lên đến 5 tầng là khái niệm thực lực cỡ nào chứ, quá yêu nghiệt mà. Tầng thứ sáu, lúc Tần Nghĩa Vương đang kinh ngạc là nghe Diễm Đào gào thét, trước sau nghỉ ngơi chẳng qua 3 đến 5 hơi thở để lại nhấc chân. Theo một tiếng vang cực lớn truyền ra, anh đặt lên tới tầng mây thứ sáu. Hai chân vừa rơi xuống, anh định âm một tiếng quỳ một chân trên mây, không phải là chủ động quỳ xuống mà là bị uy áp nghiền ép phải quỳ xuống. Hai chân quanh toát ra huyết cốt, xương sống lưng cũng vỡ ra, khóe miệng, lỗ mũi, hai máu, hai mắt, lỗ tai để đang tuôn máu. Uy áp của tầng mây thứ sáu này đã tiến nhập vào phạm trù chuẩn đế. Lần này nếu như đổi lại là thánh nhân bình thường, sớm đã bị ép thành tro tàn, mạnh nhân đều bị ép quỳ xuống, liền biết có bao nhiêu dọa người. Bá thể mở ra cho ta, nội tâm anh gào thét. Bá thể đột nhiên mở ra, dưới lông mày của anh có những đạo thần văn khắc họa, từng đoạn thánh cốt cũng khắc đầy phù văn. Tiềm lực của thánh thể rất gần với trở về nguyên sơ. Thánh cốt vỡ vụn liền được tái tạo, kinh mạch đứt gãy, nháy mắt được đối diện, thánh thể toát ra cũng theo đó mà khép lại. Tần Nghiễm Vương trong mắt lấp lóe tinh quang, nhìn chằm chằm bản nguyên của Diệp Thế Hào. Cơ thể bá đạo này hắn chưa bao giờ thấy qua, cùng loại với huyết kế giới hạn, chỉ là tuyệt nhiên không đạt tới trạng thái không chết không thương tổn kia. Tầng thứ bảy, Diệp Thế Hào quát rằng cường thế di chuyển bước chân. Tại tầng thứ bảy dừng lại chỉ một cái chớp mắt, liền lại lên đến tầng thứ tám. Hai cước đạp ra này khiến Tần Nghiễm Vương cả kinh, có dịch khóe miệng,
Thậm chí các quỷ vương còn đang khoanh chân ngồi trong điện cũng cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lại một lần nữa, dễ nào ngừng chân, áp lực tại tầng thứ 8 cường hãn không biên giới, ép cho trạng thái bá thể quanh tán loạn. Xương ngực quanh sụp ra, có bá phù xương ngực bắn bay ra ngoài. Tiếp theo đó chính là xương sống lưng, toàn bộ đều lộ hẳn ra ngoài. Giờ phút này nhìn lại, anh không còn tính là con người mà chính là một thi thể đẫm máu. Đến người nhìn mà hít một hơi không khí lạnh, trong lòng phải run rẩy. Trọn vẹn ngừng mười mấy giây, anh cũng nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm tầng thứ 9. À, nó đúng ra là nhìn chằm chằm Diêm La Địch trên tầng thứ 9. Còn sót lại một tầng cuối cùng, Diêm La Địch kia chỉ cách một bước chân, nhưng lại như một đạo lạch trời, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Không muốn chết, nên trở về đi. Tần Nguyên Vương thản nhiên nói, nhìn xuống Diệp Đào, lời nói vang vọng trong đại điện không dứt. Diệp Đào nếu như thật sự lên đến trên tầng thứ 9, anh thật là có khả năng sẽ chết. Anh mà chết, đế quân bên kia thật đúng là không tiện để trả đời. Diêm La có uy nghiêm, chí cao, nhưng mặt mũi nên cho cũng phải cho. Tuy nhiên, hắn sẽ không triệu hồi thang bay, chỉ dùng phương pháp khuyên lui này, dù sao cũng là một người tài, không thể cứ như vậy mà treo cổ. Diệp Đào không đáp lại một lời nào, thậm chí nói anh còn bình tĩnh đến có chút dọa người. Đôi mắt đỏ như máu quanh đã nhòe đi, mơ hồ không chịu nổi. Thần hải vù vù rung động, đầu lâu như muốn nổ tung, thánh cốt trong cơ thể từng thốn băng diệt, anh thiêu đốt tinh huyết, lần lượt tiếp tục. Thần sắc quanh tràn đầy điên cuồng để có chút vặn vẹo, hoặc là nói anh chính là một tên điên chính cống. Giống như tại cầu Đại Hà, thành không nước mắt năm đó, ngay cả cấp thuận đế đều chết, mà anh vẫn cố chống bò đến cuối cùng cầu. Bây giờ chiến tầng thăng mây, cầu trong đó xa mà giống nhau. Anh đã đi qua cầu Đại Hà của thành không nước mắt, nên không sợ lần này gian nan nguy hiểm. Diêm La Địch, ta muốn Diêm La Địch. Diệp Đại Hào trong miệng phun máu, nhưng nội tâm lại đang gào thét, ý chí bất khuất bùng lên. Chỉ thấy anh hai tay chầm xuống đất, kéo lấy thân thể tàn tạ, chật vật bò lên tầng thứ 9, giống như một con chó. Máu từ anh từng sợi chảy xuống, nhuộm vàng thang mây. Một màn này để Tần Nguyễn Vương nhìn, cũng vì đó mà động lòng. Tình yêu trên thế gian có là thật sự kỳ diệu như vậy hay sao? Vì một nữ tử mà cam nguyện ngay cả tính mệnh để không cần, tội chết cũng phải bước ra một bước kia hay sao? Tầng thứ 9. Diễm Đào thét dài một tiếng, kéo lấy thân thể, huyết cốt đầm đìa, cuối cùng cũng bò lên trên thang mây tầng thứ 9. Bàn tay chỉ còn lại máu và thịt lẫn lộn kia, bắt lấy Diêm La Địch đang lơ lửng. Thánh thể bá đạo lại tại một cái chớp mắt này bị ép thành huyết nhục. Một cái chớp mắt này, quy áp bỗng nhiên tiêu tán, anh đã thành công. Một bên hộc máu, một bên phá lên cười, cười như điên cuồng, giống như một kẻ mất trí điên cuồng. Tần Nghiễm Vương run rẩy khóe miệng, mặc dù là tâm cảnh của Diêm La cũng phải ngơ ngác. Kẻ tàn nhẫn tài giỏi đập cho minh tường của chính điện phải nằm sấp, quả nhiên là yêu nghiệt nghịch thiên. Nhìn chung khắp âm tà địa phủ, các thánh nhân có thể đạt lên 9 tầng, Diệp Đào là một người có lẽ cũng sẽ là người duy nhất. Theo một tiếng thở dài, hắn dễ phất tay kéo lại 9 tầng thăng mây. Chúc mừng người đã thành công, để ta thật bất ngờ đó. Đa tạ Diêm La. Diệp Đào thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Một bên lại thi triển bí pháp để thánh thể khép lại. Đúng là hậu sinh khả úy. Tần Nguyên Vương mỉm cười rất hiền hòa. Diêm La quá khen, chỉ là ăn may mà thôi. Diệp Đào há miệng cười. Lời nói này thực sự là như thế. Nếu như Tần Nguyên Vương lúc trước ngầm động tay động chân, gia trì lực lượng tại trên 9 tầng thang mây này, thì anh tuyệt đối khó có thể thành công. Ngay tại một cái chớp mắt như vậy, anh rõ ràng ngửi được khí tức tử vong, nên là uy áp lại như thế một tia nữa, liền đủ để cho anh bỏ mình. Đi đi thôi. Tần Nguyên Vương khoát tay, không còn vẻ hung thần ác sát như trước kia. Thuộc hạ xin cáo từ. Diệp Đào cười một tiếng, liền đi ra ngoài điện, cũng không quên chắp tay thi lễ, bước chân loạn choạng. Dù đã đạp lên 9 tầng thang mây, nhưng cũng bị tổn thương rất nặng, uy áp mạnh mẽ lưu lại trong cơ thể đang tàn phá thánh thể quanh. Đế quân, người ngươi chọn thật là làm cho ta chấn kinh.
Sau lưng, Tần Nghiễm Vương hung hăng hít thở một hơi. Đối với Diệp Đại Hạo, kẻ hậu bối này lộ ra vẻ vui mừng, cũng nhìn với con mắt khác. Trầm đã thu hồi suy nghĩ, Tần Nghiễm Vương phái một quỷ vương đi tìm Mạnh Bà, khôi phục thần vị thần cầu đại hà cho nàng đi. Quỷ vương lĩnh mệnh, lúc này rời đi, tránh mắt liền biến mất. Bên này, Diệp Đào đã ra khỏi điện Tần Nghiễm Vương, một cước đạp không ổn, suýt nữa đã ngã ra xuống đất, được Lô Minh Tương vọt lên phía trước nâng lên. Đi vào thì không sao, thế nào ra tới liền rất thành tàn tạ thế này chứ, sẽ không phải là bị Tần Nghiễm Vương đánh đó chứ, còn có ám thương kìa. Ta nhìn ra được Diêm La nhà ta lại nổi nóng rồi. Mấy đại minh tướng đều tiến tới góc mặt liêu riết không ngừng, chủ yếu là thương tích Diệp Đại Hào quá nặng, mau cảnh thể đều tàn phế, đem người rất dễ dàng liên tưởng đến là bị Tần Nghiễm Vương đánh. Ta còn có việc, ngày khác trò chuyện tiếp. Diệp Đại Hào mỉm cười, ngưng tụ khí huyết, một bước lên trời lao về hướng cầu đại hà. Chính đại minh tướng vào đầu bích tai không rõ ràng cho lắm, quá thực là quá gì mà rất nhanh. Chính người cũng được Diêm La triệu tập vào trong điện, từng tên đều dịu dàng ngoan ngoãn như những con cừu nhỏ, sợ cũng bị đánh như Diệp Đại Hào. Diệp Đại Hào một đường đạp lên trời, tốc độ cực nhanh, khóe miệng còn tràn ra máu tươi, chà cũng chà không hết, tổn thương quá thật là quá nặng. Có điều là đại đến điện Tần Nghiễm Vương vẫn là rất thành công, có được Diêm La điện để có thể mang đi Sở Linh. Trong lòng nghĩ như vậy, tốc độ của anh bỗng nhiên tăng tốc. Lại đến quá nãy Hoàng Tình Độ, hai con thú vệ quỷ vương kia từ xa xa nhìn lên thấy Diệp Đại Hào liền vội vàng chắp tay cúi người thưởng cho các người đó. Diệp Đại Hào tâm tình không hề tệ, như một đạo thần quang bay qua người, cho dù đi vào vẫn lưu lại hai túi trữ vật. Hai con quỷ vương ánh mắt sáng bừng nhào nhào đón lấy. Hoa của Minh Tương ra tay rất xa hoa, chính là một bút tài phú không hề nhỏ. Vượt qua Hoàng Tình Độ, Diệp Đại Hào lại bần nữa đi vào cầu này hà. Sở Linh lần này ngược lại là không ngủ, mà là bắt chéo hai chân đang gặp mặt dưa. Quá thật là quá nhàn rỗi, cả ngày không có việc gì để làm. Ta lại tới rồi. Diệp Đào từ trên trời rơi xuống, có lẽ là thương tích quá nặng, lại là một bước không đứng vững, cắm đầu xuống mặt đất. Sở Linh kinh dị, nhảy xuống khỏi vòng hương đài, thần sắc ngạc nhiên. Lấy danh lực của nàng, xem xét liền biết Diệp Đào bị thương rất nặng, ngoài một tấm thể cường đại, lại cũng rơi huyết cốt. Diệp Đào lung la lung lay, trong miệng còn đang tràn ra máu tươi, sắc mặt dù tái nhợt lại tràn đầy nụ cười, tâm tình bay bổng. Đây là bị ai đánh chứ? Sở Linh đợi lấy Diệp Đại Hào. Là ai đánh để không trọng yếu, để nào nhìn ta có được cái gì kìa. Diệp Đào ngây ngốc cười ha hả, sắc ra Diêm La địch kia. Sở Linh sững sờ, người có âm tào địa phủ như thế nào lại không nhận ra Diêm La địch? Có lệnh bài này có thể đi lại trong bình giới không hề bị trở ngại. Lệnh bài của Diêm La chưa từng ban thưởng tùy tiện, nàng không tưởng tượng ra được Diệp nào như thế nào lại có được mặt mũi này, cũng là quá đớn à. Đến nàng lấy được rồi đó. Lớp Sở Linh đang sợ sờ, Diệp nào cười cười đem Diêm La Định nhuộm máu tươi nhét vào trong tay nàng. Cho ta sao? Sở Linh hơi ngơ ngác một chút, có chút ngoài ý muốn. Diêm La Định là trân quý đến mực nào, có thể so với bảo vật vô giá. Có nó không có người nào dám cản nàng nữa đâu. Diệp nào cười nói. Sở Linh hơi há ra miệng ngọc, trong lúc nhất thời không nói lên lời. Anh điều chết đi lấy Diêm La Định là muốn mang nàng rời đi sao? Một cái chớp mắt này, tâm ngã của nàng lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Tại minh giới, người hâm mộ nàng tuyệt nhiên không ít, nhưng nguyện vì nàng mà mạo phạm uy nghiêm của Diêm La Vương, Diệp Đại Hào chính là người đầu tiên. Phải biết, xúc phạm tới uy nghiêm của Diêm La trong vài phút đều có thể mất mạng, nhưng anh làm là đang lấy mạng đổi lấy Diêm La Định kia. Ta cùng ngươi là bèo nước gặp nhau, vì sao đối với ta tốt như vậy chứ? Sở Linh Nhi cúi đầu hạ mắt xuống, mím môi khẽ cắn hàm răng. Để mang nàng về nhà thôi. Giữa là mỉm cười nắm tay Sở Linh đi ra ngoài, hẳn anh cười tràn đầy ôn nhu. Sở Linh như bị mê muội, tuyệt nhiên không phản kháng, mặc cho anh lôi đi. Bàn tay quanh rất là ấm áp, làm cho người có cảm giác an toàn. Ngơ ngác nhìn qua bóng lưng Diệp Đại Hào, trái tim nữ tử liền rung động, cam nguyện vì nàng mà liều mình. Anh sẽ là một người đáng giá để phó thác. Đột nhiên, nàng mỉm cười, một nụ cười đầy yên nhiên, còn có nhu tình có một nữ tử. Cuối Hoàng Tiền Độ, có một lão bà đang chống gậy đi đến. Chính là Mạnh Bà, thành cầu đại hà đời trước, quan phục nguyên chức, một đại mệnh lệnh của Tần Nghiễm Vương
lại cho nàng đến đây. Tuổi trẻ chính là đất tốt. Thấy Diệp Đại Học cùng Sở Linh Nhi dắt tay nhau đi đến, Mạnh Bà ôn hòa cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hiền lành. Bà, chuyện nửa năm trước chính là lỗi của vạn bối. Diệp Đại Học cười ngượng ngùng, nhớ lại chuyện hơn 100 bát canh Mạnh Bà kia. Lão thân cũng là nên cảm tạ ngươi. Mạnh Bà mỉm cười. Nếu không phải nhờ Diệp Đại Học, nàng cũng sẽ không ném đi thần vị. Nếu không phải nàng ném đi thần vị, cũng sẽ không đột nhiên giác ngộ, đột phá bình cảnh, nâng cao tu vi. Thay đổi rất nhanh, họa và kiếp đến nhanh, cùng tạo hóa cũng trường tồn. Nhân quả cùng Diệp Đại Học bắt nguồn từ cầu Đại Hà, tại Hoàng Tuyền Lộ, lần này cũng coi như là viên mãn, hai người bọn họ đều có được lợi ích của mình. Mạnh bà, hạt dương cho người đó. Sở Linh Nhi lấy ra túi trữ vật, trong đó còn có canh phong tình của Mạnh Bà truyền đến người đi đầu thai. Bây giờ nàng đã không phải là thần cầu Đại Hà, thứ nên giao ra đương nhiên phải trả lại, giống như canh Mạnh Bà cũng phải giao ra. Bạch đầu giai lão, trăm năm hòa hợp nhé. Mạnh Bà tiếp nhận, chống gậy đi về hướng cầu Đại Hà, còn để lại lời chúc phúc. Hai người quay đầu nhìn một cái, sau đó liền nhìn nhau cười một tiếng. Có thể nhìn thấy được trên gương mặt Sở Linh Nhi còn có một tia đỏ bừng. Clip này kết thúc ở học.